Giá như bố mẹ tôi có lương hưu. Thính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, với nhiều người ở độ tuổi xưa nay hiếm, hiện nay cụm từ tuổi già an nhàn đang là một điều gì đó xa xỉ. Bởi lương hưu được xem như là sự đảm bảo về tài chính vững chắc cho người già. Thế nhưng nhiều người hiện không có lương hưu, cũng chẳng có tiền tích lũy. Họ đang hàng ngày phải chật vật mưu sinh với đủ mọi ngành nghề khác nhau. Thậm chí nếu có sống dựa vào con cháu, họ phải chịu không ít tủi cực ngậm ngùi bởi nhiều lý do. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, mưu sinh ở tuổi thất thập cổ lai hy. Dù đã bước sang tuổi 75, lưng còng lãng tai chân yếu, nhưng mỗi ngày bà Cậy ở Thanh Hóa vẫn phải chống gậy rong ruổi khắp các nẻo đường thành phố để bán rau mưu sinh. Hàng ngày hơn 4 giờ sáng, lúc mọi người còn yên giấc thì bà đã thức dậy để ra ruộng hái rau. Khi mặt trời gần ló dạng, cũng là lúc bà xếp những bó rau tươi ngon vào rổ, gánh vào phố bán. Lại không nhiều, nhưng bà vẫn cố gắng từng ngày để mong kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống. Được biết là bà Cậy có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Nhưng vì hoàn cảnh của ai cũng khó khăn nên không phụ giúp được gì cho bà. Trước đây vì gia đình nghèo khó nên ngoài làm nông nghiệp, bà còn tranh thủ mò cua bắt ốc để bán lấy tiền nuôi các con. Giờ tuy tuổi đã già nhưng cuộc sống vẫn không mấy thay đổi. Bà Cậy vẫn phải làm việc vì các con có gia đình riêng, chúng nó cũng vất vả nên mình tự lo thân mình. Tương tự là trường hợp của ông Hiếu, 68 tuổi, quê ở Hà Nam. Học xong lớp 6, ông Hiếu phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Sau khoảng thời gian ở nhà phụ giúp gia đình, đến tuổi trưởng thành, ông Hiếu xin làm phụ hộ ở trong làng. Ông Hiếu có 3 người con, vợ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ. Khi các con đang độ tuổi đi học, ông phải xa gia đình ra Hà Nội xin làm thợ xây cho các công trình với mong muốn là có thu nhập cao hơn. Cũng khoảng hơn 20 năm ông khăn gói lên Hà Nội, thu nhập từ mức vài chục nghìn đồng nay cũng lên đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Làm ròng rã nhiều năm trời, hầu như ông không nghỉ ngơi ngày nào. Giờ các con ông đều đã lớn, ông vẫn phải đi làm vì lương hưu chẳng có, sợ rằng sau này già yếu không có của nà để lo liệu. Chẳng khó để chúng ta bắt gặp đâu đó ở các chợ lớn nhỏ, ở đường quê, ở đồng ruộng hay những ngã tư con hẻm, vỉa hè là những mái đầu đã bạc, vẫn đang vất vả với gánh nặng mưu sinh vì nhiều lý do khác nhau. Mưu sinh với những người đang dồi dào sức lao động chẳng phải là điều dễ dàng, với người cao tuổi lại càng vất vả cực nhọc gấp bội. Trong khi đó thì những người già mưu sinh còn phải thường xuyên gặp nhiều rủi ro như tai nạn giao thông do khả năng quan sát, phản xạ kém, dễ ngã bệnh bởi sức khỏe yếu. Thế nhưng không có lương hưu, chẳng có tích lũy tuổi già, nên dù khổ cực đến mấy thì nhiều người vẫn cố bám trụ với công việc để không làm người thừa trong gia đình và là gánh nặng cho con cháu. Thứ hai là tuổi già cơ cực, bị sống phụ thuộc. Nhiều người già vất vả mưu sinh là vậy. Còn có những người sống cùng con cái, được con cái chu cấp chăm sóc đường là sung sướng hơn, nhưng quả thực không phải như vậy. Nhiều người cũng phải ngậm ngùi chật vật sống bởi nhiều lý do. Như câu chuyện sau đây được ghi lại tại phòng khám của một bệnh viện. Bà toàn uống thuốc linh tinh, hơi một chút là kêu, đòi đi khám, mua thuốc. Cô con dâu vừa lớn tiếng vừa kéo bà mẹ chồng vào phòng khám. Vẻ mặt hầm hầm không mấy vui vẻ. Người phụ nữ quay sang nói với bác sĩ. Bác sĩ khám giúp mẹ em. Bà ấy hơi chút là kêu, sốt ruột quá, chẳng có thời gian đâu mà làm ăn nữa. Sau khi đưa bà mẹ chồng vào phòng để thăm khám, vị bác sĩ hỏi, bà bị làm sao mà phải đi khám bệnh? Như được dịp cởi lòng, bà mẹ chồng kể lể một hồi về các triệu chứng đau nhức mà bà phải chịu đựng nhiều ngày nay. Cô con dâu nghe thấy thế vội vàng cướp lời, giọng căng như dây đàn. Bà dài dòng quá, hơi chút là bà kêu, bà nói nhanh, để bác sĩ khám rồi con về còn phải đi làm, nhà bao việc đang chờ. Nói xong, cô con dâu mặt phừng phừng đi ra ngoài ngồi đợi. Vẻ mặt bà mẹ chồng sụp xuống, mắt rưng rưng quay đi mà không dám nói lại lời nào. Khi người con dâu đã ra khỏi phòng, lựa lúc bà mẹ chồng bình tĩnh lại, bác sĩ hỏi, sao cô ấy nặng lời với bà thế? Bà chép miệng, tôi không dám nói lại, và tôi cũng thường suy ngay những lời đại loại như thế thành quen rồi. Bác sĩ hỏi tiếp, vậy là bà sợ con dâu nên không dám nói lại à?
Ba mẹ chồng gật đầu thừa nhận, tôi đã già, yếu, tiền lại không có, lương hưu thì không, phải phụ thuộc vào các con, nên nào dám nói gì được. Khi tuổi cao, sức yếu hay khi ốm đau bệnh tật, chúng ta mới càng thấy rõ sự khác biệt giữa những người có lương hưu và những người không có lương hưu. Cậy nhờ con cái như thời trước không còn là lựa chọn tốt cho người già, vì con cái thời nay cũng phải làm ăn rất vất vả mới lo được cho gia đình nhỏ. Nay lại thêm cha mẹ phụ thuộc vào, tức là tăng thêm gánh nặng cho con cái. Vậy liệu chúng ta có vui được không? Thế nhưng đến khi già yếu bệnh tật, không còn sức lao động, dù muốn hay là không, cha mẹ vẫn buộc phải sống phụ thuộc vào con cái. Thực tế nhiều người sống sung sướng khi con cái thành đạt, ăn nên làm ra và báo đáp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng cũng có những người phải chật vật trong cảnh sống phụ thuộc. Thứ ba, đánh cược tuổi già khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Một nghiên cứu do Bảo hiểm xã hội phối hợp với một tổ chức quốc tế thực hiện và công bố năm 2018, trong số 12 triệu người già, số người được hưởng lương hưu mới khoảng 2,3 triệu. Hơn 70% người cao tuổi không có tích lũy vật chất. 2,3% gặp khó khăn tài chính, hơn 70% người cao tuổi vẫn đang phải tự kiếm sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia đình. Trong số những người cao tuổi hiện không có lương hưu, có người do lúc còn trẻ, họ làm công việc tự do, không đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng cũng có những người vì lý do nào đó nên rút bảo hiểm xã hội một lần chứ không chờ được lương hưu. Nhiều lý do được đưa ra cho quyết định này như khó khăn, cần tiền hay rút bảo hiểm để đầu tư cái này cái kia. Có thể số tiền rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ giải quyết nhu cầu về tài chính trước mắt, ngay tại thời điểm đó. Nhưng đó lại không phải là giải pháp tốt cho kế hoạch tài chính lâu dài của bản thân khi về già. Chắc chắn sẽ có một số người rút bảo hiểm xã hội một lần và giải quyết được những việc cực kỳ quan trọng hay sử dụng nó làm vốn làm ăn hiệu quả. Nhưng đó chỉ là số ít. Còn phần đông, nhiều người khi rút bảo hiểm một lần sống qua tuổi 60 mà không có lương hưu. Khi đó họ mới thấm thía rằng lương hưu dù nhiều hay ít vẫn vô cùng giá trị. Đồng lương hưu nhận được đều đặn mỗi tháng sẽ đảm bảo cho người già một mức sống tối thiểu. Kèm theo đó còn là chính sách bảo hiểm y tế, không mất tiền khi đi khám chữa bệnh. Điều này như là một sự đảm bảo cho cuộc sống ổn định của bạn khi về già, tránh gây thêm gánh nặng tài chính cho con cháu và kéo theo nhiều vấn đề khác. Vì thế cái gì cũng có giá của nó, nếu chỉ biết nhìn ngắn hạn thì rủi ro quá lớn. Tuổi già không lương hưu, không tiền tiết kiệm, không còn sức khỏe để lao động, mới thấy cuộc sống bấp bênh và chật vật nhường nào. Có những cái sai sửa được, nhưng chuyện rút bảo hiểm xã hội một lần hay không có tích lũy tài chính, đến già bạn mới nhận ra, thì lúc đó đã không còn cơ hội để sửa sai nữa rồi. Cho nên để tránh các rủi ro khi chúng ta không còn sức khỏe để tạo ra thu nhập, để không phải sống chật vật tủi cực vì không có lương hưu, bạn nên ghi nhớ những điều sau đây nhé. 1. Có kế hoạch tài chính từ sớm. Tiết kiệm càng sớm, bạn càng chủ động cho chính cuộc sống tương lai của mình. Bởi vậy, những người trẻ thay vì từng ngày sống trong sự hoang phí, hãy một lần nhìn lại cuộc sống của chính mình, lên kế hoạch làm việc chăm chỉ, có kế hoạch tài chính, cũng như các dự phòng cơ bản để chủ động về tài chính khi đến tuổi xế chiều, chủ động trong các tình huống rủi ro khi không còn sức để lao động. Chủ động về tài chính sẽ giúp bạn an tâm tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên con cháu, mà không phải bận tâm quá nhiều đến các chi phí sinh hoạt, chi phí chăm sóc sức khỏe. 2. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu ai có khả năng tự chủ tài chính, biết đầu tư sinh lời, có tài sản dưỡng già, thì có thể họ sẽ không cần đến lương hưu, nhưng chắc chắn số đó là không nhiều. Tham gia bảo hiểm xã hội vẫn là giải pháp được nhiều người lựa chọn để có một cuộc sống về già ổn định. Bởi giá trị của bảo hiểm xã hội chính là tự chủ về tài chính, có thu nhập đều đặn, vững chắc, lại đi kèm chính sách khám chữa bệnh miễn phí. Trước năm 2008, để được đóng bảo hiểm xã hội, bạn nhất định phải là công nhân viên chức trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu hàng tháng khi về già không còn là điều xa xỉ đối với người dân, người lao động nữa. 3. Tham gia bảo hiểm hưu trí. Bạn cũng có thể tham gia bảo hiểm hưu trí là gói bảo hiểm do các công ty bảo hiểm cung cấp,
thu nhập bổ sung cho đối tượng khách hàng là những người đã hết tuổi lao động. Khác với bảo hiểm xã hội do nhà nước thực hiện, bảo hiểm hưu trí có thể được coi là loại bảo hiểm thương mại. Khi tham gia gói bảo hiểm hưu trí, bạn nên xem xét kỹ các điều khoản cũng như lựa chọn những đơn vị cung cấp bảo hiểm uy tín để đảm bảo quyền lợi của mình. Dù là tích lũy tài chính bằng cách nào thì được tiết kiệm từ sớm chính là đảm bảo tương lai lâu dài cho bản thân. Những người trẻ hãy tự mình xây dựng một kế hoạch tài chính vững chắc để có cuộc sống tuổi già an nhàn nhé. Quý vị thân mến, người già thường có ba nỗi lo chính là sức khỏe, con cái và tiền bạc. Sức khỏe thì ngày càng suy giảm theo thời gian là điều không thể tránh khỏi. Con cái cũng dần trưởng thành và tự tạo lập cuộc sống của riêng chúng. Đây là những thứ khó lòng mà thay đổi được. Chỉ có tiền bạc là biến số mà mỗi người có thể tự thay đổi để chăm lo cho cuộc sống của mình khi bước vào tuổi xế chiều. Khi bạn thật sự tận mắt chứng kiến những cảnh đời vất vả mưu sinh của tuổi già khi không có lương hưu, khi không có tiền tiết kiệm, bạn sẽ thấy giữa tài chính và tuổi già có mối quan hệ rõ ràng đến mức chân thật, đủ để thôi thúc bạn phải nhìn nhận lại cách suy nghĩ và lối sống của mình. Chúng ta chỉ có 35 năm đến 40 năm để làm việc và tiết kiệm tài chính thôi. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tham gia các gói bảo hiểm hưu trí hay chuẩn bị tài sản dưỡng già, cách nào cũng được, miễn là bạn hiểu rằng chủ động tích lũy từ khi còn trẻ để an nhàn tuổi già là điều cần phải làm ngay từ sớm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Triết Lý Cuộc Sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.